Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi thamang salanang gacchami. Con đem hết pháp lần thứ ba. Pi sang khang salanang gacchami. Năng phép quy vâng ba na ti ba ta đề ra mani si kha bát đa mi con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sao sa a di na na Vệ ra ma ni sĩ kha băng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khuy thanh xa sự trộm cắp ca me su mi cha cha ra Vệ ra ma ni sĩ kha băng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khuy thanh xa ma wa da Vệ ra ma ni sĩ kha băng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối su ra mê ra yama chapa ma da ha na vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di ya mê con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và cái chân sai Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ sát sanh adinna dana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ trộm cắp kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm Musawada viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối sura meraya macha pamadatana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các kết say Imani bancha sikha padani sa tu kang katawa apamadena nichaka lang samma rakitam bang chư thiện tinh nên thọ truyền ngủ dưới này cho được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên với vui a ma phan te da xin vâng Sĩ lê na su ga tân dân tí sĩ lê na phu ga sa ma đa sĩ lê na ni bộ tân dân tí ta sa ma sĩ lê na vi so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh dài trói nhầm niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng khỏ trì giới luật cho được trong sạch đừng có lâm nhơ sa thu lành thay và dạ thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính truyền đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dước tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị ân thầy tổ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm nam mô phật thà giá nam mô tham mà giá nam mô sẵn thà giá và kính bạch đức kính thưa toàn thể đạo tràng sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới và hôm nay chúng ta sẽ kể bài kinh pháp cú số 88 mà chúng ta học ngày hôm qua. Athana xin được nhờ mic lại cho sister
Mà thấy chứ, Đảng Đông giơ tay xin tử mắn. À, mà xin Đảng Đông nha. Sa thủ Huỳnh Bát Ta Na, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, dạng Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. À, hôm nay chưa thấy sư Tuệ Nhẫn hoặc cô Tuệ Duyên giao rung, nên con xin xung phong kể trước câu số 88. Tatra virati mitchaya hi tòa ca mê a kinh cha nô pari yo đa bày ya a ta năng chích ta ghi lệ xê hi bàn đi tô. Tatra virati mitchaya hi tòa ca mê a kinh cha nô pari yo đa bày ya a ta năng chích ta ki lê sê hi pan đi tô. Ta tra phi ra ta mất chạy ya hi tòa kai a kinh cha nô pari yo đa bày ya a ta năng chích ta ki lê sê hi pan đi tô. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu quế từ nội tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ta trà phi ra ti mít chạy ya, hi tòa ca mê a kinh cha nụ, pa ri dụ đa bày ya a ta năng, chích ta ki lê sê lý tù. Ta tra phi ra ti mít chạy ya, hi tòa ca mê a kinh cha nụ, pa ri dụ đa bày ya a ta năng, chích ta ki lê sê lý bành đi tù. Phật tai sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịnh chân như niết bàn, gỡ bao chướng ngại sân thâm, sân tham nhiễm ô thanh lọc, xứng làm sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. À, không biết sis tự mẫn có lên kệ được không, kính mời sis nha, để cho huynh Bát Ta Na nghỉ ngơi chút xíu. Dạ, Rạng Đông xin xuống mic. Chắc xích từ mình không có chiếc máy hay là đi đâu rồi không nghe hả? À, cảm ơn xích Đảng Đông. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô gia kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh. À, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Ra con xin được kể bài kinh pháp cú số 88. Tatra pirati mikaya hi tòa ca mê a kinh cha nô pa ri yo đa bày ya ta năng citta ki lê se hi pan đi tô. Ta tra phi ra ti hi tòa ca mê a kinh cha nô pa ri yo đa bày ya ta năng citta ki lê se hi pan đi tô. Tatra pirati me chaya hitwa kame akinchano pariyo da paya tanang citta kilese ki pandito. Tatra pirati me chaya hitwa kame akinchano pariyo da paya tanang citta kilese hi pandito. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Bản dịch của ngài Minh Châu. Phất tay sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịnh chân như niết
bàn, ớ bao chướng ngại sân tham nhiễm ô thanh lọc, xứng làm sa môn bản phổ tương của ngài giới đức. Dạ nam mô Phật Thà, dạ con xin bích mến mời sister tự mẫn. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con tự mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng, và con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, và kính chào Quỳnh Vát Thả Na Xích Rạng Đông cùng quý anh chị em trong đạo tràng. Con ở ngoài đường nhưng mà không biết có tiếng có ồn không, và cho con xin sám hối. Sau đây con sẽ đọc bài 88. Tatra pira, tatra, tatra pira mitijaya, hitwa kame akinjano, pariyoda beja atin, citta kile se si pangdito, sehi pangdito. Dạ con xin đọc lại là tata phi ra ti mi cha che ya hit tua ca me a kin cha no pariyo ta be ya atanang. Citta ki le se hi bang di to tata tata thi ra ti mi che ya hit tua ca me a kin cha no pariyo da che ya atanang. Citta ki le se hi pat di to, hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế tự nội tâm. Hòa thượng Thích Minh Châu: phất tay sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịch chân như niết bàn, gỡ bao chướng ngại sân tham nhiệm ô thanh lọc, xứng làm sa môn hòa thượng giới đức. Dạ ta tra pi ra ti mi chê ye qua ca mê a kinh cha no ba ri yo da be ya an ta năng citta ki le se hi bằng di to ta ta pi ra ti mi che ya hit tua ca mê a kinh cha no bariyo da be ya anan atanang citta ki le se hi bang vi to ta da pi ra ti mi che ya hit toa ga me a kin cha no bariyo da be ya ak ta nang kicha ki le se hi bang vi to, hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cầu quế tự nội. Hòa thượng Thích Minh Châu: phất tay sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịch chân như niết bàn, gỡ bao chướng ngại sân tham nhiễm ô thanh lọc, xứng làm sa môn hòa thượng giới đức. Dạ con đã kể xong, con thành thật tri ân quý sư và quý đạo tràng. Từ mẫn con xin xuống mất nam mô Bụt Thà. Dạ tại vì con quên cái mắt kiến, dạ con xin sám hối. Dạ sa thu sa thôn, cảm tạ chị Tử Mẫn.
Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sẵn Cà Giá, dạ kính bạch đại đức Bình Hạnh, kính thưa cụ tu nữ Tâm Viriya Ratana và toàn thể đạo tràng. Dạ hôm tới giờ này đã không có ai, không có bàn tay nào đi trên kệ, nên Ratana xin được mời xích ra rằng đông để băng chờ sư. Hôm nay là sư thứ sáu, sư huy niệm giảng. Dạ xích để băng để chờ sự huy niệm vào nha. Ok cảm mời xích. Máu nhiễm mỡ cái nó mệt lắm, tim mạch lung tung hết, cho nên cái y tế của thế giới này bắt đầu họ lên tiếng, họ báo động là trong cái vật thực chúng ta bắt đầu nó có vấn đề, thì chúng ta ai ăn ít ăn hạn chế thì cũng khỏe, càng khỏe. Còn hãy ăn nhiều, ăn cho no thì chúng ta càng bệnh cho có vậy. Rồi một điều nữa là chúng ta bớt bớt ngủ nghỉ. Đức Phật ngài dạy làm sao mà một ngày trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi phải cho nó điều hòa, tức là có đi để vận động thân thể, rồi có đứng khi chúng ta làm việc, có nằm để chúng ta nghỉ ngơi, và có ngồi để mà chúng ta thư giãn. Cứ đi đứng nằm ngồi như thế là đều. Đi hoài thì không tốt, mà đứng hoài cũng không tốt. Những người làm trong nghề nghiệp, chẳng hạn nghề bay chẳng hạn, cứ đứng để mà vẽ trong trên vải đó, vẽ cái mẫu y phục rồi cắt, đứng suốt, năm này qua tháng khác, cái nghề của họ là họ bệnh dữ lắm. Đi đứng nằm ngồi phải cho nó đều, cho nó đều. Chứ hơn nữa đó, trong cái đời sống tu tập của chúng ta, cái chuyện mà chúng ta đi làm việc từ thiện, chúng ta đi đăng ký thì chúng ta ồn ào thì được, nhưng mà cái chuyện mà chúng ta rèn luyện cái nội tâm của mình đó, sống an tịnh đó, là chúng ta ồn ào không được. Cái ồn ào là gây nhọn của thiền định, chúng ta nhớ vậy. Do đó cho nên chúng ta phải hạn chế bớt để mà chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta tu tập nó dễ dàng hơn. Cái sự tu tập đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ, có sự tiến bộ trong giáo pháp. Sư nói cho quý vị nghe thế này bây giờ thiệt, thương Phật tử, nói cho nghe, bây giờ mạnh ai lấy lo thân đi. Sư nói cho quý vị, nhưng bản thân sư về sư cũng phải lo bản thân sư, là bệnh tới nơi rồi, già tới rồi, bệnh tới rồi. Cái hai ngọn lửa này bắt đầu nó đốt cái thân ngũ uẩn này và chúng ta sẽ chết. Do đó cho nên mỗi người phải tự cứu lấy cái tài sản nào lôi ra được để mà mình dùng xài lợi ích ra thì mình lôi ra. Bây giờ cái thân ngũ uẩn này chúng ta cứu lấy cái gì? Cái gì mang đi được? Chỉ có phước báo mang đi được thôi. Vì nhớ vậy, chỉ có phước báo mang đi được thôi. Sau khi nói quý vị không xong là về sư cũng kỳ cớp dành dụm phước báo để mà sư đem theo. Còn quý vị thì nếu mà không đem theo thôi, tùy quý do cái người thực hành theo giáo pháp Đức Phật hay không. Akhata rutatha gata hi hi ki chang a tapang. Như Lai là người chỉ đường, còn cái sự nỗ lực đi là do chính các ngươi. Bây giờ mình không biết con đường nào đi đến cái địa chỉ đó, đường nào đến địa chỉ đó. Dọc đường người ta chỉ cho mình, người ta chỉ là đi đi thẳng rồi quẹo trái, quẹo trái rồi quẹo phải, là ta mình không con đường đó, mình không tin, cho nên mình đi ngõ khác, mình đi lạc tới chiều. Đức Phật là chỉ cho chúng ta con đường, đây là con đường lên cõi trời,
đây là con đường xuất khỏi khổ đúc cà tí mắc gác, đây là con đường đưa đến giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, gọi là quy mô khác mắc gác hay là quy mô tí mắc gác. Thì chúng ta cứ theo con đường này chúng ta đi, còn nếu chúng ta vừa đi như vậy đó, vừa thực hành pháp giải thoát mà chúng ta chưa có duyên lành để giải thoát được, thì ít nhất những thiện pháp này cũng cho sanh về xuống cái tí, tức là sanh về nhàn cảnh nhìn của trời. Còn cái con đường ác đạo thì chúng ta nên lờ bỏ đi. Hôm nay thật ra chúng tôi cũng không có khỏe lắm, cho nên thiết tiếng hồ thôi. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ không có thiết tới 10 giờ được. Mong rằng những cái điều mà sư trích ở trong kinh điển để mà giải cho Phật tử mình nghe đó, thì những điều đó sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta có được một cái niềm tin vững chắc nơi Phật pháp, nơi cái việc tu tập. Và chúng ta đừng bao giờ để cho chúng ta phải hối hận vì sao khi mà chúng ta chưa làm được việc gì mang theo hành trang ở ngày vị lai. Đó là những điều mà sư muốn gửi gắm đến quý vị sáng hôm nay. Và bây giờ chúng ta hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và thuyết pháp cho hội chúng nghe. Nếu chúng ta đã có duyên Phật pháp với nhau thì sư mong rằng những gì mà sư trình bày trong Phật pháp, các tu nữ và chư Phật tử chúng ta được sự lãnh hội và thực hành theo những điều đã được biết để chúng ta có sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Mùa thiết đá là những thời gian lễ hội để cho các cư sĩ chúng ta có dịp làm phước cúng dường đến chư tăng đã an cư kiết hạ. Cái sự cúng dường làm phước đó là một cái pháp xả tài, là một trong bốn pháp đem đến một cái sự an lạc, không có sự sầu ưu sau khi chúng ta mệnh chung. Một lần khi dạ toa A La Quá Cá hỏi Đức Phật làm thế nào để một người sau khi mệnh chung cõi đời này sinh ở cảnh giới khác không có sự sầu ưu. Lúc đó Đức Phật Ngài đã thuyết lên bốn pháp. Pháp thứ nhất gọi là Sacca, tức là cái sự chân thật. Pháp thứ hai Dhamma là tịnh quá hay là điều phục, tự điều phục.
Cái pháp thứ ba khanh tiết là sự nhẫn nại, và cái pháp thứ tư gọi là cha giác, tức là cái hạnh xả thiết. Hôm nay sư sẽ thuyết về cái đề tài ở bốn pháp thoát khỏi sầu ưu mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy cho Giả Xoa La Quát Cán. Và cũng nhân dịp mà các Phật tử đi đến đây để làm trước cũng thí chủ đã xả bài dân y Tế Thi Đá đến Trư Tăng ngày hôm nay, thì sư thuyết cái thời pháp này để giúp cho quý vị tử chúng ta thêm những cái pháp tu tập và quan hỷ với những pháp mình đang làm. Trước hết thưa quý vị, nói đến cái pháp thiện mà giúp cho chúng ta thoát khỏi sự sầu ưu là cái pháp chân thật. Đức Phật này cũng đã nói cái pháp chân thật Tarangrat. Sự chân thật là vị ngon hơn Nam Mô Phật Thaya, Nam Mô Tamaya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, kính đảnh lễ đại đức huy niệm vừa quang lâm đạo tràng. Dạ, kính bạch đại đức huy niệm, hôm nay chúng con đã kể xong bài kinh Pháp Cú số 88, chỉ có 3 dòng kể thôi, nên là sớm sớm mà con chờ đại đức quang lâm đạo tràng kia đấy, đại đức online vào room nên là còn xin chẳng đông. Dạ, kính đảnh lễ đại đức pháp tín vừa quang lâm đạo tràng. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng thỉnh pháp sư sau đấy cùng thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để kệ thuyết giảng ý nghĩa từ vựng của duyên sư bài kinh pháp cú số 89. Brahmacharya gati pati sampati katan yaryanti varang ajata santi sattaka tika te setu thammang anukampi mang pachang phạm thiên vẫn đang ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc ca giá ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm trần nhựa nếm hương vì hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành dưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni để cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Phật Thaya, Nam Mô Tam Ma Ya, Nam Mô Tam Sáng Thaya. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được cùng thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 89 Nam Mô Phật Thaya. Dạ, con xin được cùng thỉnh đại đức huy niệm. Thân kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức Thân. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học số 89. Ở trong phần này, kệ ngôn số 89 cũng chung với phần duyên sự với những kệ ngôn trước.
Rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu vào cái phần từ vựng, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó chúng ta sẽ học bài. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Thánh Chánh Đẳng Giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm mô phạm của chúng sanh là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Ở đây cái ngôn pháp cú này đã được Đức Thế Tôn ngài giảng như sau: Ye sang sambo thi yang ge su sama chitang su pha vi tang adana patini sakke anu bada ya ye rata khi na sawa chú tiết manto te lo ke parinibbuta. Lần thứ hai, thưa quý vị. Ye sang sam bồ thí danh ghê su samma chít tăng su pha vi tăng ada napati ni sắc kê anu ba da yak ye rata khi na sa wa chú ti man to te lo kê parinibbuta. Sự đọc lại lần cuối cùng. Ye sang sam bồ thí danh ghê su sama chitang supha vitang ada napati nisake anupadaya yerata khi nasawa chú tí manto loke te loke parinibbuta. Chúng ta có đoạn đầu tiên là ye sang sambodhi ange su sama chitang supha vitang. Trong đoạn này đầu tiên chúng ta có đại từ quan hệ giác, là một đại từ quan hệ nam tánh. Ở đây đã được chia theo sở thuộc cách số nhiều cho nên trở thành là dê săn. Dê săn có nghĩa là của những vị nào, của những ai. Sambo thí dân ghê suốt. Đây là một nhóm từ gồm có ba từ là sam cộng cho bồ thí và cộng cho an gác. Tiếp đầu ngữ sam có nghĩa là hoàn toàn, từ bồ thí xuất phát từ cái căn bớp có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức hay là hiểu biết. Ăn gá là danh từ chung. Ăn gá có nghĩa là chi phần, là những yếu tố. Sambodhi ange su đã được chia theo định sở cách số nhiều. Có nghĩa là ở các chi phần, ở đến sự giác ngộ. Sambodhi ange su. Samma, samma có nghĩa là chánh đáng hay là thích hợp hay là đúng đắn. Supha vi tăng. Từ này gồm có tiếp đầu ngữ xú cộng cho căn phu và ý tác. Đây là một quá từ trung tánh được chia theo chủ cách số ít, xú pha vi tăng. Xú pha vi tăng có nghĩa là đã được khéo tu tập, đã được khéo tu tập, đã được khéo phát triển, đã được khéo phát triển.
Rồi như vậy thì ye sang sambo thi ange su samachittang su pha vi tăng. Đối với những ai mà có tâm đã được tu tập một cách khéo léo và đúng đắn ở các phần đưa đến sự giác ngộ. Đó là cái đoạn đầu tiên. Đoạn thứ hai chúng ta có adana patinisakke anu padaya ye rata khi nasawa. Nhóm từ Adana Patinisakye, nhóm từ này bao gồm Adana cộng với lại Patinisakya. Adana có nghĩa là sự dính mắc hay là sự bám víu. Từ này là danh từ trung tánh. Patinisakya có nghĩa là sự từ bỏ. Từ này là cũng là danh từ nhưng mà là danh từ nam tánh. Adana Patinisakye. Ở nơi sự từ bỏ. Ở nơi sự từ bỏ những cái điều dính mắc, những cái điều mà mình bám víu đấy. Sở dĩ nó có nghĩa như vậy có nghĩa là đã được chia theo định sở cách suốt. Cho nên ở nơi đắc. Rồi tiếp đến mình có một cái động từ bất biến, đó là anupadaya. Anupadaya có nghĩa là không còn dính mắc, không còn chấp thủ. Cái chữ upadaya thưa quý vị, trong 12 pháp nhân duyên có nghĩa là sự chấp thủ, sự nắm giữ. Anupadaya không còn thủ. Rồi, mình lại có đại từ quan hệ giác được chia theo chủ cách số nhiều, cho nên đây là dê. Dê có nghĩa là người đó. Rồi Ratta. Ta là quá khứ phân tử nam tánh, ở đây đã được chia theo chủ cách số nhiều. Ratta có nghĩa là những người đã được thỏa thích. Khi Nasawa. Khi nát cũng là một quá khứ phân từ, có nghĩa là đã được tẩy sạch asawa, có nghĩa là lậu hoặc. Khi nát sẽ qua, từ này có nghĩa là các lậu hoặc đã được đoạn tận.
Ada napati nisakye anu paraya ye rata khi nasawa. Thỏa thích trong sự từ bỏ, sự bám níu, không có chấp thủ, những vị ấy có các lậu đã được đoạn tận. Đó là cái nghĩa biệt của cái đoạn thứ hai. Đoạn cuối cùng là chú tim mình to tê lô pariniputa lô cá. Lô cá nghĩa là thế gian. Ở đây được chia theo số nhiều định sở cách cho nên là lô kê. Lô kê nghĩa là ở thế gian. Thế gian pariniputa pariniputa quá khứ phần từ. Từ này có nghĩa là đã đạt được niết bàn, đã đạt được niết bàn. Chutimanto te loke pariniputa. À quên nữa, cái từ chutimanto. Chutimanto có nghĩa là chói sáng. Chói sáng. Chutimanto te loke pariniputa. Có sự chói sáng. Có sự chói sáng. Đã đạt được niết bàn. Đã đạt được niết bàn ở trong thế gian. Như vậy thì ye sang sampo thi angge su samachittang supha vitang adana patini sakge anubadaya ye rata khi na sawa chutimanto te lo ke pariniputa. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch như thế này: những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, chói sáng, sống tịch tịnh ở đời. Đó là cái phần từ vựng của kệ ngôn mà hôm nay chúng ta học. Rồi thưa quý vị, bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ đi đến cái phần duyên sự. Sự này nó cũng trong một cái sự kiện mà Đức Phật ngài thuyết hàng loạt những cái kệ ngôn pháp cú. Hôm nay chúng ta học là chỉ là trong một trong số những kệ ngôn ở trong cái phần duyên sự đó thôi. Nhưng mà nó là một cái kệ ngôn cuối cùng ở trong phần duyên sự này. Để đâu ta? Rồi. À trong phần duyên sự này Đức Phật ngài thuyết ba kệ ngôn 87, 88 và 89. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại. Một thời bậc đạo sư ngài đang ngự tại Chetavana và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết ra kệ ngôn có sự đề cập đến 500 vị tỳ khưu là những vị tỳ khưu khách tăng ở nơi xa. Lúc bây giờ có 500 vị tỳ khưu sau khi đã an cư mùa mưa ở trong xứ Kosala. Sau khi đã mãn hạn an cư thì các vị ấy đã trở về Chetavana để diện kiến bậc đạo sư. Khi đến nơi các vị ấy đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đã lắng nghe Chư Tăng trình bày về cái việc hành đạo của riêng mỗi từng nhóm, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới thuyết pháp, ngài mới nói lên kệ ngôn. Trong ba kệ ngôn 87, 88 và 89 luôn.
Kẻ trí bỏ hắc pháp, tu tập theo bạch pháp, bỏ nhà sống không nhà, độc thân rất khó hưởng. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không uế nhiễm. Kẻ trí tự rửa sạch mọi cấu uế nội tâm. Những ai thường chánh tâm, tu tập pháp giác chi, xa lìa mọi chấp trước, hoan hỷ không nhiễm ái, sẽ sống không lậu hoặc, sáng chói chứng niết bàn ngay trong đời hiện tại, không còn cố thủ ngay trong thời hiện tại rồi, tới đó đủ rồi. Sao tự nhiên ở đây nó lòi ra thêm cái dưới người ta? Rồi, đó là cái phần mà Đức Phật Ngài giảng sau khi 500 vị tỳ khu đã diện kiến và trình bày cái sự thực hành đạo của mỗi nhóm trong 3 tháng an cư mùa mưa tại xứ Kosala. Rồi sau khi kệ ngôn chấm dứt cuối thời pháp thì có nhiều vị tỳ khu đã chứng đắc được cái thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Thưa quý vị, chúng ta bàn một chút về cái phần duyên sự. Ở trong phần duyên sự này, sư sẽ nói cho quý vị về hai cái sự việc. Lúc trước Chư Tăng trong thời mà kỳ đầu á thì chưa có an cư mùa mưa đâu. Nhưng mà đến một cái lúc đó thì đến một cái thời á, có một những cái nhóm ngoại đạo á, lúc bây giờ người ta có cái sự tu tập an cư mùa mưa, tránh bớt đi lại trong những tháng mùa mưa. Thì lúc bây giờ các vị tỳ khu chưa có luật quy định về cái việc nhập hạ an cư, cho nên đi vân du, đi tới đi lui chỗ này chỗ nọ. Thì ngoại đạo nhân cớ đó người ta mới thưa với Đức Thế Tôn rằng là đối với cái việc tu tập của các vị tỳ khu đệ tử được hành trì dưới sự hướng dẫn của Sa Môn Gautama, ngay cả bản thân chúng tôi còn có cái sự an cư vào những tháng mùa mưa để tránh bớt cái sự đi lại có thể gây tổn hại đến những cái loài côn trùng. Bởi vì quý vị biết rằng ở trong những cái tháng mùa mưa, khi những cơn mưa đầu mùa xuống thì những cái loài côn trùng xuất hiện rất là nhiều. Chúng ta thấy cứ trời đang nắng mưa xuống là có mối nó xanh nở rất nhiều, và vô số những cái loài côn trùng khác ở trên đất. Vì thế mà cái việc đi lại của mình đó, nó có thể giẫm đạp gây tổn hại đến sinh mạng của chúng sanh khác. Cho nên ngoại đạo lấy cái sự việc đó trình bày lên Đức Phật. Thì sau khi nghe được điều đó, Đức Thế Tôn Ngài quán xét, Ngài thấy điều này nó hợp lý thôi. Nó hợp lý. Và hơn nữa ở trong cái cuộc sống của những vị Phật ở trong quá khứ và Chư Tăng á, cũng có cái sự việc nhập hạ đó. Cho nên chính vì thế mà Đức Thế Tôn ngài mới về luật an cư mùa mưa cho hàng đệ tử với hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là với cái ý nghĩa để bớt đi lại, hạn chế tối thiểu cái việc đi tới đi lui có thể gây tổn hại đến những cái loài côn trùng sinh trưởng ở trong những tháng mùa mưa. Và hơn nữa nó cũng thuận lợi cho cái việc tu tập
Nó cũng thuận lợi cho cái việc tu tập của các vị tỳ khưu. Bởi vì trong những tháng đó, các ngài có thể dùng nhiều cái thời gian để mà thúc liễm thân tâm của mình, phát triển những cái thiện pháp dẫn đến cái sự thành tựu quả vị được nó dễ dàng hơn, thưa quý vị. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao, từ đâu mà chúng ta mới tới nay mà chúng ta có cái việc an cư mùa mưa. Xuất xứ nó là như thế. Thì thưa quý vị, ở trong thời đó là chuyện thứ nhất. Cái việc thứ hai là khi mà Đức Phật ngài còn tại thế, thưa quý vị, những vị tỳ khưu đệ tử do có cái lòng tin đối với bậc đạo sư, là người đã có sự viên mãn về pháp, không những viên mãn mà ngài còn thông suốt những cái pháp thực hành, thậm chí ngài có thể hiểu biết được những cái căn cơ và chỉ ra cho thấy những cái mấu chốt rất là tế nhị của mỗi người trong cái việc tu tập. Cho nên chính vì thế mà thông thường đó, thưa quý vị, các vị tỳ khưu đệ tử trước khi mà muốn đi hành đạo ở nơi nào thì thường hay đến diện kiến bậc đạo sư. Thường hay đi đến diện kiến bậc đạo sư. Thứ nhất là để bày tỏ cái lời chào đón, hỏi thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và cái điều thứ hai nữa, thưa quý vị, nó có chuyện thứ hai nữa. Chuyện thứ hai tức là nhờ cái sự gặp gỡ đó, trước khi mà đi vào một cái nơi nào đó để mà hành đạo á, thì với cái sự nhắc nhở của Đức Thế Tôn, có thể ngài ban cho một cái đề mục tu tập, hoặc là ngài có một cái lời khuyên gì đó đối với cá nhân của một vị nào đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể dễ dàng khắc chế được những cái chướng ngại đối với việc tu tập và thuận lợi trong việc phát triển những cái pháp hành của chính bản thân. Cho nên chính vì thế mà hồi đó đó, thưa quý vị, khi mà các vị tỳ khưu trước khi đi đâu thường hay đi đến gặp Đức Phật, nó cũng giống như cái kiểu giống như là mình có lòng tin đối với cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, cái sự thấu đáo của một ai đó. Trước khi mình làm một cái việc gì đó, mình hay đi đến kiếm người đó để mà mong mỏi có được cái sự tư vấn. Ở trong đời cũng vậy, khi mà mình đã trong công việc làm ăn á, khi mà mình đã có cái sự tin tưởng vào những cái kinh nghiệm hoặc những cái sự quán xét, quán tiền quán hậu của một ai đó, người đó rất là khéo léo trong cái kinh doanh làm ăn, biết thời biết thế, thì lúc bây giờ khi mình muốn làm chuyện gì đó, thưa quý vị, mình hay đi đến mình tư vấn, đến mình tư vấn là không biết giờ theo như tôi muốn làm như vậy thì có nên hay không, vân vân và vân vân. Thì trong lĩnh vực tu tập cũng vậy, các vị tỳ khưu trước khi mà đi đâu đó đi đến diện kiến bậc đạo sư với hai cái ý nghĩa đó. Và kể cả những lúc mà đi hành đạo ở nơi nào đó từ phương xa, khi quay trở về cũng đi đến gặp Đức Thế Tôn, với cũng y chang với hai mục đích luôn. Khi đi với mục đích thì đi, khi về cũng vậy. Thứ nhất là chào đón, hỏi thăm, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bày tỏ cái sự thành kính đối với bậc đạo sư. Thứ hai là bày tỏ trong cái thời gian qua cái đời của chúng con như thế nào và như thế nào, và cái sự thực hành pháp của chúng con như thế đó và như thế đó. Và cũng từ đó các vị sẽ có được cái pháp thoại, hoặc là cái lời nhắc nhở, hoặc là một cái chỉ điểm nào đó
của từ nơi Đức Thế Tôn, và nhờ đó thành tựu được sự giác ngộ. Chúng ta nên nhớ rằng nó có nhiều cái sự kiện lắm, chẳng hạn như trong cái sự kiện này nè, có 500 vị tỳ khưu đi hành đạo, trải qua 3 tháng ăn cư mùa mưa. Nhưng mà trong số đó có một số những vị trải qua 3 tháng ăn cư mùa mưa tu tập nhưng mà chưa có đắc đạo. Nhưng mà khi về mà gặp Đức Thế Tôn, sau khi nghe xong 3 kệ ngôn pháp cú, có một số những vị thành tựu được quả vị, nhất là quả vị dự lưu ngay trong tại chỗ ngồi đó. À, chúng ta thấy không? Đó, cho nên cái ý nghĩa nó là như vậy thưa quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta hôm nay cái bài học kệ ngôn pháp cú này đề cập đến bảy giác chi. Bảy giác chi. Quý vị có còn nghe hay không? Rồi, xin cảm ơn cô em đó. Ở trong bộ bút cá lá bay nhát tí nhân chế định đó, thưa quý vị, có giải thích những chúng sanh mà ở trong cuộc đời này mà khi mà được gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì nó có bốn hạng. Thứ nhất là Úc Ga Tí Tăng Nhúc, khai thị trí giả. Và thứ hai là Vip Panh Chí Tăng Nhúc, đó là hạng thứ hai là quản diễn chi giả. Hạng thứ ba là hạng này giá, ứng dẫn. Và cuối cùng là hạng hạng cuối cùng là hạng Bát Đá Bát Ra Ma, văn cú tối, tối vi giả. Thì trong bốn hạng này á, thưa quý vị, có hai cái hạng đầu tiên là giác ngộ được do cái sự chỉ cần nghe pháp thôi. Nghe pháp thôi là giác ngộ. Thì hạng Úc Ga Tí Tăng Nhú á, khi gặp giáo pháp của Đức Thi á, thì chỉ cần một cái lời khai mở đề tài thôi, thuyết ngắn gọn thôi, đã thành tựu và tỏ ngộ được giáo pháp rồi, chứng ngộ niết bàn rồi. Cái hạng thứ hai á, Vip Panh Chí Tăng Nhú, cái hạng này nghe vắn tắt thời ngắn thì chưa có khả năng thành tựu được niết bàn. Nhưng mà khi mà đã nghe được diễn giải pháp một cách rộng rãi, nghe nhiều lần thì lúc bấy giờ cũng sẽ thành tựu và chứng đạo quả. Chẳng hạn như là trường hợp của ngài Giác Xá, trưởng giả Nathabindika hoặc là bà Visakha chẳng hạn, thì đó là hai hạng thành tựu được quả vị giác ngộ bằng cách nghe pháp. Có cái hạng thứ ba, đó chính là cái hạng nay giác. Thì cái hạng này á, thưa quý vị, khi gặp giáo pháp của Đức Chánh Biến Tri á, nghe pháp không có đủ không có đủ sức để mà thành tựu được quả vị giải thoát, mà phải trải qua cái sự thực hành, cái sự hành trì, tinh tấn, kiên trì, khéo tác ý, lúc bấy giờ mới thành tựu được quả vị giải thoát, mới có thể thành tựu được quả vị giải thoát. Cho nên ở trong cái bài kinh á, ở bài kinh mà bản xứ á, thưa quý vị, khi mà nói đến cái sự thực hành của pháp mà bốn niệm xứ trong thời gian 7 ngày 7 tháng hay 7 năm thành tựu được quả vị giải thoát, là muốn ám chỉ đến cái hạng nay giá này. Nhưng mà trong cái trường hợp của chúng sanh do nương vào gặp giáo pháp, sự nỗ lực thực hành đó, nó còn phân ra làm hai loại nữa. Là thứ nhất là cái loại nhất định, và thứ hai là cái loại bất định. Loại nhất định tức là cái loại ba la mật chưa có chín mùi, cần phải ngay trong kiếp hiện tại đó, ngay trong cái thời điểm giáo pháp đó, năng nổ tu tập, thì tùy theo cái thời gian ngay trong hiện tại đó, bồi bổ đó, nếu mà tinh tấn
thì nó sẽ có được cái sự thành tựu, chứng đạt được quả vị giải thoát nó sớm. Còn nếu như mà tu không có tinh tấn nhiều, tàn tàn đó, thì có thể là lâu hơn, có thể lâu hơn. Nhưng mà đặc biệt là chắc chắn, bởi vì được gọi là nhất định, tức là những chúng sanh đã được thọ ký, thưa quý vị, đã được thọ ký chứng ngộ được giải thoát ở trong thời giáo pháp của Đức Phật nào. Như bây giờ nói như vị đó được đức một vị Phật thọ ký là trong thời giáo pháp, trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama, thì vị này sẽ trở thành vị thánh A La Hán chẳng hạn, phân tích hay là như thế này như thế kia. Thì thưa quý vị, đó đó được gọi là, đó được gọi là hạng nhất định, nhất định. Tuy nhiên hạng này sở dĩ được gọi là nấy giá, thưa quý vị, tuy cũng là nhất định, nhưng mà được xếp cho nấy giá là do bởi ba la mật của vị ấy đó, nó đến cái kiếp đó đó, nó chưa có được mạnh mẽ, nó chưa có chín mùi, nó chưa có đủ, nó chưa có đủ. Và chính vì thế mà ngay trong kiếp sống đó, vị đó bắt buộc bồi bổ những cái chi phần, những cái pháp mà dẫn đến cái sự giác ngộ cho nó đủ thì mới thành tựu quả vị giải thoát. Còn những còn hai cái hạng như ở trên mà chúng ta như nãy sư trình bày là chỉ nghe pháp không nói, là tức là những hạng này ám chỉ là vừa được thọ ký mà đã đủ cái sở hội về pháp độ rồi, tức là đã đủ vốn liếng rồi, cho nên đến cái thời giáo pháp của vị Phật chỉ cần khơi nhẹ bằng một cái kệ ngôn ngắn thì người đó đã tỏ ngộ niết bàn, tỏ ngộ niết bàn. Hoặc là chỉ cần nghe pháp vài ba lần được diễn giải một cách rộng rãi thì tỏ ngộ niết bàn rồi. Như vậy thì chúng ta thấy sư đã nói đến hạng ni giá là hạng thứ ba rồi, phải không? Còn cái hạng cuối cùng á là Bà-đa-ba-ra-ma. Thì hạng này á là có dù có hành đạo tinh tào đi nữa, có tu tập đúng theo đường lối ra sao đi nữa, pháp học pháp hành hay là thuyết pháp cỡ nào đi nữa, thì cũng không có khả năng chứng đắc ngay trong cái kiếp đó. Cái điều này đơn giản thôi là vì ba la mật bồi bổ chưa có đủ. Chúng ta nên nhớ rằng cái sự thành tựu được quả vị giải thoát, thưa quý vị, nó phải nương vô hai cái yếu tố. Thứ nhất là tích lũy về tập khí, nhất là ba la mật, các căn các quyền, những cái chi phần của sự giác ngộ đó, những cái sức mạnh của những cái pháp đó được phải được tu tập thông qua những pháp được gọi là hướng đến bờ bên kia. Nó phải mạnh là nó phải đủ rồi. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là ngay trong hiện tại phải được gặp Đức Phật, nghe pháp hoặc được gặp giáo pháp của Đức Phật rồi năng nổ thực hành pháp đúng theo cái đường lối, đúng theo cái cách để mà thành tựu được cái quả vị giải thoát. Thì hai yếu tố đó hợp lại, một cái là quá khứ, một cái là tích lũy phước bến bờ bên kia đó, pháp bến bờ bên kia đó, và đường lối hành trì ngay trong hiện tại đúng đắn thì mới thành tựu được cái sự giải thoát. Còn nếu như mà chúng ta thiếu một trong hai thứ thì cũng không được. Chúng ta thiếu một trong hai thứ cũng không được. Chưa kể đến những cái pháp mà có thể gây trở ngại ngay trong hiện tại, cho dù chúng ta có đủ ba la mật đi nữa. Thì cái trường hợp này là rơi vào trong cái trường hợp mà gọi là hạng nay giá, nhưng mà hạng giá bất định, bất định. Tức là chưa có cái sự chắc chắn một cách hoàn toàn. Chưa có cái lời xác định của một vị Phật nào cho vị ấy. Chẳng hạn như Đức Vua Xà Thế, hoặc là Tỳ Khưu Đề Quả Đắc Tá. Hai vị này đủ ba la mật đó, thưa quý vị. Đức Vua Xà Thế đủ ba la mật để thành tựu được quả vị dự lưu á. Và
tôn giả, à, tôn giả đại đức Đề Quá Đát Tá đó, thì thừa ba la mật để mà thành tựu quả vị giải thoát là bậc Thinh Văn, thừa ba la mật. Nhưng mà hai vị này do bị cái pháp chướng ngại, do bị pháp chướng ngại, cho nên cái chuyện đó nữa mà chúng ta thực hành ngay trong dù đúng đắn, dù đúng đắn nhưng mà cũng không có thành tựu là lý do như vậy đó, thưa quý vị. Do có thể mình là hạng bất định, bị vướng vào những pháp chướng ngại là một, là một. Và hai là ba la mật mình chưa có đủ, cho nên cần phải bồi bổ kiếp đó cho nó thêm vào những giáo pháp khác thì chúng ta mới đủ sở hữu để mà thành tựu được quả vị giải thoát. Nó phải nương vào hai pháp như vậy chứ không thể nào mà bác bỏ được cái nào hết. Một cái là tích lũy trong quá khứ mật, một cái là đường lối hành trì ngay trong hiện tại. Phải hợp đủ hai cái yếu tố đó. Rồi, cho nên chính vì thế mà cái việc đào luyện nội tâm á, thưa quý vị, để hướng đến cái sự giải thoát được Đức Thế Tôn ngài giảng đến những cái chi phần giác ngộ. Ngài giảng đến những cái chi phần giác ngộ. Ở đây trước tiên chúng ta có niệm giác chi bồ thí chân giả sam bố chân giả. Bây giờ sư nói cho quý vị cái từ sam bố chân giả. Cái từ bố chân giả nó bao gồm hai cái thành phần là bồ thí và ăn giá. Bồ thí có nghĩa là ám chỉ cho sự giác ngộ. Sẽ giác ngộ ở đây, giác ngộ gì? Giác ngộ tứ thánh đế đó. Giác ngộ tứ thánh đế đó. Ăn gá đây là chi phần. Bốt chân gá có nghĩa là những cái chi phần mà đưa đến, dẫn đến cái sự giác ngộ được bốn chân lý cao thượng. Thì những chi phần đó được gọi là bốt chân gá. Nó có tổng cộng đến 7 pháp, thưa quý vị. Nó tổng cộng đến 7 pháp. Chúng ta phải luyện tập 7 cái chi phần này thì mới, khi mà nó đã đầy đủ cái sức mạnh của nó rồi á, nó đầy đủ sức mạnh nó rồi á, thì lúc bây giờ nó mới, mình mới được cái, mình mới đạt được niết bàn. Đúng. Thứ nhất là chúng ta có một yếu tố đầu tiên rất là quan trọng mà được đề cập xem như là chủ yếu trong cái lĩnh vực phát triển đời sống nội tâm, tu tập chỉ và quán, đó chính là niệm giác chi. Niệm giác chi thì chúng ta biết rồi. Niệm giác chi có nghĩa là sự ghi nhận những cái sự ghi nhận thân tâm. Đấy là trong cái trường hợp của bốn pháp niệm xứ á. Trong trường hợp bốn pháp niệm xứ đó là niệm thân, niệm và niệm pháp. Và niệm giác chi này có thể nói rằng là một pháp chủ chốt, là nền tảng để mà làm sanh khởi tất cả những cái chi phần của sự giác ngộ khác. Không có cái trường hợp mà tu tập và thiền định hay là thiền quán, thưa quý vị, mà mình bỏ được cái niệm giác chi. Mình không có thể nào bỏ được cái pháp này, mình không có thể nào bỏ được niệm. Đây là một yếu tố rất là, nó giống như là một cái pháp đầu tiên khai mở cho thiền chỉ và thiền quán. Rồi, đó là niệm giác chi. Có nghĩa là quan sát, tu tập, phát triển chánh niệm thông qua là thân thọ tâm pháp, tượng thân thọ tâm pháp. Thì từ việc tu tập chánh niệm này nè, thưa quý vị, các chi phần khác của sự giác ngộ nó mới được thiết lập.
chúng ta không bao giờ mà có được liền đâu. Bảy cái chi phần này thưa quý vị phải tu, mình phải tu những pháp tiên khởi rồi từ từ nó mới hình thành những pháp còn lại, chứ không bao giờ cùng cái đầu vô mình tu tập mà có được tịnh giác chi thì cái chuyện này không có đâu, không có đâu. Có được hỷ giác chi mình cũng không có liền được đâu. Đó, nó phải có nhân sanh rồi những pháp nó nương đỡ, nó nâng đỡ từ từ lấy những chi phần còn lại, chi phần còn lại. Cũng giống như là mình tu tập đó thưa quý vị, mình tu tập sống hàng ngày. Mình từ cái việc học hỏi của mình thì lúc bấy giờ nó mới là cái nền tảng cho những cái điều tốt đẹp khác nó xảy ra sau. Chẳng hạn như mình muốn trở thành những vị có khả năng trình bày giáo pháp cho người khác để tạo cái phước trí cho bản thân mình, thì mình phải nương vào cái chuyện mà đầu tiên của mình là mình phải học tập. Ta cái đùng cái vô mà có thể chi phần đó, rồi từ cái chuyện đó đó, từ cái nương vào cái pháp đó, nó sẽ nương sanh theo những cái pháp khác. Chẳng hạn như mình sẽ từ cái việc mà mình đem đến lợi ích cho người khác, đồng phạm hạnh thương mến, rồi tiếng tốt đồn xa nè, rồi từ đó mình có sự hân mực học pháp, nó mới tuần tự nó hình thành từ cái việc đầu tiên mình phải cắn bút rồi đọc sách rồi học hỏi ngày tháng vân vân. Cho nên thành cũng vậy, những cái chi phần của sự giác ngộ này không phải là mới đầu bước vô là có liền, chúng ta phải đi cái bước tu tập nó hiện khởi từ từ và từ từ. Đầu tiên là niệm giác chi, đầu tiên là niệm giác chi. Tu tập việc tu tập thiền định thì mình phải chánh niệm trên cái đối tượng mà mình lựa chọn, chẳng hạn như đối tượng đó là hơi thở ra vào, hoặc là đối tượng kasina có sự niệm, rồi từ từ những pháp khác nó mới hình thành. Đối với việc tu tập thiền quán cũng vậy thưa quý vị, mới đầu chúng ta phải cố gắng quan sát thân tâm, quan sát thân tâm, và từ từ nó sẽ hình thành những cái thiện pháp thuộc về chi phần của sự giác ngộ khác, nó sẽ hiển lộ. Từ cái việc quan sát thân tâm đó thưa quý vị, lúc bây giờ chúng ta sẽ có được cái hiểu biết về danh pháp và pháp. Cái đó nó thuộc về chi phần thứ hai, nó bắt lộ. Chi phần thứ hai nó bắt đầu hiển lộ, đó là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi tức là trí tuệ. Tìm hiểu, biết được về danh pháp và sắc pháp, về thân, về tâm, hoặc là về ngũ uẩn. Nói chung những cái gì mà thông qua cái quá trình quan sát thân tâm mà đưa cho mình đến cái sự hiểu biết, chẳng hạn như về tam tướng nè, về những cái lĩnh vực nhân duyên của các pháp, thì cái đó nó thuộc trong lãnh vực pháp giác chi. Nhưng mà trạch pháp giác chi mới đầu nó không thể nào có liền được, nó phải được thiết lập thông qua sự phát triển của niệm giác chi trước. Rồi từ từ thưa quý vị, quý vị thấy nó mới có cái sự hứng thú trong vấn đề tu tập đó, chứ không hề mà có cái chuyện mà mình vô mà bắt đầu mình khoái tu tập liền, cho dù mà mình có thỏa thích đó thưa quý vị, chỉ là một cái thì nó cũng khởi lên từ cái sự hân hoan khi mà mình có được một vài những cái sự hiểu biết nào đó về pháp hành, thì lúc bây giờ mình mới có cái sự năng nổ trong cái lĩnh vực tiếp tục thực hành. Chứ còn nếu như mà mình vô mình tu đó thưa quý vị mà nó không có được cái gì để mà làm động lực cho mình tu, bây giờ mình rất là chán, rất là làm bí. Cho nên chính vì thế mà đây là một cái bước
nó cũng không có phải là dễ có đâu, nó cũng không phải dễ có đâu. À, sư nhớ là thầy thiền sư á, thầy hay trợ giúp cho cái người cư sĩ bằng một cái hình thức tạo cái sự hưng phấn, à, để cho cái tinh tấn giác này nó bắt đầu nó có chỗ đứng, bắt đầu nó có cái sức mạnh, à, cái sức mạnh. Bằng cái cách mình biết không, mình tu á, thiền chỉ cũng vậy nữa, thiền quán cũng vậy nữa. Thật ra nếu mà nó không có phát triển, nó không có đi sâu vô được bên trong, cái cảm giác mình rất là chán. Không biết quý vị tu coi như là thấy hoan hỷ thì cái đó là do ba la mật, hoặc là cái pháp hành của quý vị tốt thì sư không nói, nhưng mà thành thực mà nói chính đối với bản thân sư thôi. Có những cái thời kỳ, có những cái thời điểm mình tu mình thấy rất là chán, bởi vì chẳng sao cái gì mà cứ hơi thở đi ra đi vô, rồi từ sáng tới tối, rồi lên ăn cơm, rồi xong rồi cũng đi đứng nằm coi như là đụng chạm cứng mềm, rồi cứ vậy hoài, rồi ngày tháng qua tháng nó chả có cái gì khác. À, lúc đó mình có cảm giác là quý vị, rồi thân thọ trong các oai nghi, rồi những cảm thọ nó cứ vậy không à, chứ nó đâu có gì lạ đâu. Thì lúc bây giờ nó có cảm giác chán nản luôn, nó không có chỗ đứng cho cần giác chi, không có hiện khởi nổi. Thì thưa quý vị, trong một số trường hợp á, thì thầy thiền sư sau này á, sư suy xét lại thì sư mới hiểu được lý do tại sao thầy chỉ do cái cách đó. Có một số vị hành giả thầy chỉ do cách đó, thì gặp những cái trường hợp như vậy thầy mới chỉ cho cái cách như thế này. Bây giờ mình hãy áp dụng thêm một số những cái ngoài việc mà mình ghi nhận à, đối tượng thân tâm, bây giờ hãy áp dụng thêm một vài những cái cách thức là mình tự đặt một vài những cái câu mình tự đặt một vài những cái câu hỏi để mà làm cái đề tài, để mà làm cái đề tài cho cái sự tìm kiếm, cho cái sự tìm kiếm biết được lý do tại sao tâm mình đang ở đâu đó, chẳng hạn như vậy. Rồi khi mà nó biết cảnh như vậy, những lúc mà nó thích thú và những lúc mà nó không thích thú, hai cái chuyện này, hai trạng thái tâm này nó có giống nhau hay không, mà hay là nó khác nhau đó. Tức là thầy gợi ý cho một số những cái cách thức để mà kích hoạt cho cái nội tâm của cái vị hành giả đó đó, nó không có bị thụ động nhàm chán đó. Khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu một vài cộng với cái chánh niệm của mình, bây giờ tự nhiên mình sẽ hiểu ra được một vài vấn đề về danh pháp và sắc pháp, mình sẽ phát hiện ra được không ít thì nhiều, mình cũng chắc chắn mình sẽ hiểu ra được thêm về chính bản thân mình, những trạng thái tâm của mình. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi mà có được cái sự hiểu đó, tự nhiên cái việc tu tập nó bắt đầu nó hơi sung lên chút. Nó hay vậy đó, bắt đầu là giống như cái kiểu mình học bài mà nó có kết quả rồi đó, mình hiểu bài rồi đó, là mình siêng làm cái bài tập đó lắm. Còn như mình hồi đó mà mình học bài đó thưa quý vị, làm toán á, mà mình không hiểu bài á, mình chán lắm, mình làm biếng học lắm, bởi vì đâu có làm được đâu, nó có hiểu đâu. Còn cái đứa mà nó hiểu bài đó quý vị ra bao nhiêu bài tập nó càng làm hết, nó siêng lắm. Thì cái cách thức đó là cái cách thức mà thầy trợ giúp. Cho nên chính vì vậy mà cần giác chi này không phải tự nhiên mà có, nó phải được hình thành dựa trên cái sự tích lũy pháp hành ngay trong cái thời điểm hiện tại, một cái sự hình thành theo nhân duyên thưa quý vị. Đó, sau khi đã hiểu được, thấy được, phát hiện ra được, hiểu ra được cái thực tánh của danh pháp và sắc pháp và những cái khía cạnh nào đó, có thể là vô thường, có thể là khổ, hoặc có thể là vô ngã, hoặc có thể là thấy được cái yếu tố nhân duyên, hoặc là một cái khía cạnh nào đó từ danh pháp và sắc pháp, lúc bây giờ nội tâm của vị đó sẽ có sự tinh cần, siêng hơn,
À, bắt đầu sung rồi đó. Sung rồi, tu tập. Thì chính cái sự siêng năng này, thưa quý vị, nó sẽ trợ giúp cho cái pháp hành của vị đó, nó có cái đà được duy trì hơn. Duy trì hơn, vị đó siêng hơn trong cái việc chịu khó ngồi chánh niệm, chịu khó ngồi quan sát thân tâm để mà hiểu biết các pháp. Cần giác chi được hình thành. Rồi sau khi mà mình thu tập trong cái phát triển cái này đó, thì lúc bây giờ nó sẽ lòi ra thêm một cái. Càng tu thì mình sẽ càng thấy được cái sự hân hoan, hỷ giác chi. Hân hoan ở đây là hân hoan trong cái việc tu tập minh sát. Việc tu tập minh sát hoặc là việc tu tập thiền định cũng vậy nữa. Quý vị biết không, mới đầu á mình không có hân hoan đâu thưa quý vị, mình ngồi mà đau chân đau lưng rồi đủ thứ chuyện trên đời, phóng tâm á mình hỉ không có nổi đâu, không có ai mà ngồi hỉ nổi đâu, chỉ có ngồi coi như là nhăn mặt nhó mày với lại coi như là méo môi với lại than không, không có hỉ đâu, hỉ không có. Hỉ giác chi nó cũng được hình thành thông qua một cái thời gian. lúc bây giờ vì đó sẽ có được cái sự hân hoan trải qua cái việc tu tập, làm cho sanh khởi về niệm trạch pháp, sự tinh tấn, sự tinh tấn, sự tinh cần, cần giác chi, hỷ giác chi với trong việc tu tập nó được hình thành sự thỏa thích thật sự, đúng không quý vị? Sự thỏa thích thật sự, mình thì mình không có thỏa thích thật sự ở trong cái việc tu tập. Đối với cái người mà không có tu á, người ta chỉ thích năm dục thôi, người ta chỉ thích được như là ăn chơi rồi thoải mái tự do thôi, chứ còn đi vô cái đường lối mà gò ép tâm á, người ta sẽ cảm thấy ngược lại rất là khó chịu, không có hoan hỷ nổi đâu. Chỉ có khi mà nội tâm được phát triển thì lúc bây giờ mới có sự hoan hỷ. Thì rồi tiếp tục nữa thưa quý vị, tiếp tục đó là hỷ giác chi. Hỷ chi, tâm chi pháp của nó là tâm sở hỷ đó, vị trí. Cần giác chi là chi pháp của nó là tâm sở cần. Trạch pháp giác chi có nghĩa là chi pháp của nó là tâm sở trí. Rồi tiếp đến một cái khoảng thời gian tu tập, tịnh giác chi sẽ được hình thành. Tịnh giác chi tức là cái sự yên lặng của tâm. Cái chi pháp của nó là tâm sở tịnh thân và tịnh tâm. Tịnh giác chi nó sẽ được hình thành. Lúc bây giờ nội tâm của vị đó nó sẽ rất là yên lặng, nó không có còn bị coi như là chi phối nhiều bởi phiền não nữa. Tuy nó vẫn còn thưa quý vị, nó vẫn còn phiền não đang xen, chứ bởi vì mình phàm phu mà, quá trình tu tập nó vẫn còn phiền não đang xen chứ không phải là không. Nhưng mà nó cái đời sống, cái thời gian như vậy, cái đời sống nội tâm của vị đó rất là yên ổn, an tịnh. Tịnh đây là an tịnh khỏi các phiền não. Chỉ khi nào mà mình bị phiền não giấy thì nó mới bất an thôi. Nó mới bất an thôi. Nhưng mà cái người mà ít phiền não á, thì cái nội tâm của vị đó lúc bây giờ nó sẽ có hình thành cái sự yên ổn, sự an tịnh thưa quý vị. Rồi từ cái sự an tịnh đó đó, sự an tịnh được hình thành, được phát triển mới dẫn đến coi như là định. Định, định nó có chỗ đứng. Định giác chi, định giác chi, tâm vị đó được được an trú, được an trú, không có bị dao động, không có bị dao động, được yên lặng, không có bị dao động. Rồi cuối cùng là xả giác chi thưa quý vị. Xả giác chi tức là cái chi pháp của nó là tâm sở hành xả đó. Tâm được quân bình, tâm được quân bình. Lúc bây giờ tâm vị đó rất là thăng bằng, quân bình, không có dễ dàng bị rơi vào trong hai cái lưỡng cực là tham sân. Nó không có dễ bị rớt vào hai cái vực đó. Cho nên chính vì thế mà để làm cho những chi phần của giác ngộ đấy, chúng ta phải trải qua cái việc đào luyện của tâm và phải có một cái thời gian, một cái lộ trình nó tiến triển thưa quý vị, chứ không phải cái rớt một cái mà có liền 7 cái, không có. Thì phải tu tập hành trì làm sao
để làm này nó được vững mạnh, vững mạnh đó. Và đến một cái thời điểm, đến một cái thời điểm khi mà nó đã đạt của các chi phần này rồi, cộng thêm cái ba la mật của mình á, ba la mật của mình nó đủ á, thì lúc bây giờ sự việc sanh khởi được cái quả vị giải thoát có thể xảy ra. Thưa quý vị, lúc bây giờ tâm chúng ta sẽ nhảy sang một cái lãnh vực khác, thoát khỏi bờ này, dự vào một cái dòng chảy được gọi là dòng chảy xuôi về cái sự giải thoát, dòng chảy của bậc thánh đó. Cho nên những cái chi phần này được gọi là những cái chi phần dẫn đến sự giác ngộ là như vậy đó thưa quý vị. Rồi bây giờ suy nghĩ rằng sư giảng cho quý vị 7 chi phần này thôi là cũng đầy đủ cái ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú này rồi, bởi vì ở trong kệ ngôn pháp cú này chủ yếu quan trọng là đề cập đến việc tu tập phát triển làm cho biên mãn 7 chi phần được gọi là 7 pháp giác chi này thôi. Bây giờ sư xin chấm dứt lên phần còn lại, quý vị Phật tử hãy làm những việc cần phải làm, bởi vì thời gian chúng ta cũng đã vừa phải lẽ rồi. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, tu sa tu lành thay, thay mặt đại chúng, con xin được thành kính truyền để Đức Huy Niệm Đức Từ Bi Hoan Nghỉ thuyết giảng kinh pháp cú số 89 từ vựng ý nghĩa và duyên sự đến làm Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích của sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính truyền để Đức Huy Niệm. Con cũng xin được